Nhắc đến laptop gaming giá rẻ thì anh em chúng ta thường hay tìm hiểu với những cái dòng laptop như là Asus TUF này, MSI GF, Lenovo IdeaPad Gaming hay là Dell G3. Nhưng mà để tìm được một con máy cho ông nào thích cái cấu hình mạnh, tả thực sự ngon, thiết kế nó phải đẹp mà giá nó không bị quá cao ấy, thì chắc chỉ có mỗi mình ông Acer Nitro là có thể đáp ứng được đầy đủ những cái tiêu chí trên. Cho nên là lần nào Acer Nitro 5 về cái phiên bản mới thì anh em cũng lại hỏi mình rất là nhiều, khiến mình cứ phải chạy tới chạy lui để có thể đi tìm mượn máy về review cho anh em. Thế thì hôm nay mình đã mượn em nói rồi. Đây là chiếc Acer Nitro 5 2021 phiên bản AMD Ryzen. Một chiếc laptop gaming mình thấy là được khá nhiều anh em các bạn quan tâm. Cũng vì giá bán của nó cũng rất là ngon, chỉ có 20-21 triệu cho một chiếc laptop gọi là chuẩn gaming. Và hơn nữa là thay vì bỏ ra 21 triệu để mua một chiếc laptop cấu hình của năm 2020, thì bây giờ các bạn đã có thể mua ngay để cho mình một chiếc laptop của năm 2021 rồi, cấu hình chip AMD Ryzen đời mới nhất luôn. Thì chúng ta có nên đầu tư để mua em nói hay không? Con này nó có điểm gì mới hơn so với các dòng Nitro thế hệ trước? Chúng ta cùng đánh giá nhé. Để nói về cái điểm mới thì Acer năm nay đã đem đến một cái sự thay đổi nhẹ về thiết kế trên chiếc Acer Nitro 5 2021. Tuy rằng nó không có mấy đột phá nhưng mà nó cũng đủ tạo cảm giác mới lạ so với phiên bản năm ngoái. Đầu tiên sẽ là cái phần họa tiết nắp lưng thì nó đã được thay đổi. Anh em cứ để ý là cứ sau mỗi năm Acer lại thay đổi một tí ở cái phần mặt lưng nhựa này. 2018, 2019 thì nó sẽ không có gì. 2020 thì sẽ lấy biểu tượng đường kẻ của dòng Acer Predator Helios 700. Và giờ là 2021 thì cái đường kẻ này nó đã được làm lại để hình dáng trông có đồng đều hơn, hợp mắt với cái máy của chúng ta hơn. Hãng cũng đã lược bớt các cái chi tiết màu đỏ đi, cụ thể như là ở phần kia tay và cái chỗ cố bản lề giờ nó đã chuyển sang màu sơn đen, cho nên là giờ nhìn máy từ đằng trước vào nó một màu đen xì trông rất là ngầu và nó cũng rất là nhập với bàn phím LED RGB của máy. Còn lại thì các cái chi tiết khác thì nó cũng giống 100% so với phiên bản năm ngoái. Hốc gió rồi tản nhiệt rồi kê tay trước nó ra làm sao ấy thì giờ vẫn sẽ y chang như vậy. Đây chính là lý do vì sao mà giá bán của các dòng Acer Nitro đang trở nên rất là tốt hiện nay. Thay vì đập đi xây mới thì ông đem tối ưu những cái gì cũ để làm cho nó tốt hơn. Từ đó giúp cho nhiều anh em game thủ có thể tiếp cận được những con máy mới cấu hình rất là ngon. Giá thì đã rất là tốt. Nhưng mà cũng vì thế mà nó cũng mang theo một số những cái nhược điểm mà mình không thích ở đời trước. Như là cái vỏ trơn này, nó rất là dễ xước, mà nó rất là bám mồ hôi vân tay, dùng một tí là cứ phải lau lau cho nó sạch. Và thứ hai là cái bản lề của máy nó vẫn không có được cái sự cải tiến gì so với đời trước. Nhớ anh em chê là đời 2020 bản lề nó rất là yếu, bập bùng và nó không có giữ được chắc khi mà chúng ta gấp máy. Thì sang con này mình chia sẻ với anh em là nó cũng không có khác gì. Có chê thì cũng phải có khen. Build của con này thì đúng chưa phải là nhất, nhưng mà điểm mạnh của chiếc máy này thì nó lại nằm ở cái cấu hình và cái tản nhiệt. Vốn từ trước đến nay các cái dòng Acer Nitro luôn làm rất là tốt, và chiếc Acer Nitro 5 năm nay cũng không là ngoại lệ. 21 triệu thì chúng ta đã có được cho mình một con máy mới tinh với rất nhiều công nghệ mới của năm 2021. Đây là chiếc laptop gaming về Việt Nam đầu tiên của Acer, sở hữu bộ vi xử lý Ryzen 5 5600H thuộc dòng series 5000 mới nhất của AMD. Dòng chip này thì nó vốn sử dụng kiến trúc Zen 3 tiến trình 7 nm mới với bộ nhớ kích lớn hơn và xung nhịp được tăng lên, cho nên là nó sẽ đem lại một hiệu suất cao và một cái độ hiệu quả tốt hơn so với con chip đời trước. Máy này thì nó sẽ có RAM 8GB và ổ cứng SSD 512GB và card giờ Nvidia GTX 1650 là nó đã có thể cân được mọi tựa game của hiện nay ở mức FPS cao rồi, cho nên là mình sẽ chia sẻ với anh em sau. Chiếc máy này nó còn có một cái màn hình IPS Full HD 15.6 inch, tần số quét là 144Hz. Nó có cái độ phủ màu là vào khoảng 65% sRGB, đem lại một cái trải nghiệm sử dụng làm đồ họa cũng như là chơi game mượt mắt tương tự như là chiếc Acer Nitro 5 năm ngoái. Này về cấu hình mạnh hơn thì mình nghĩ là cái màn hình này nó sẽ thực sự xứng tầm để có thể phô diễn được hết khả năng của chiếc máy này. Về cái tính sử dụng lâu dài thì máy hỗ trợ khả năng nâng cấp cực tốt với hai khe RAM lên mapping được là 32GB bộ nhớ RAM. Có hẳn tận 3 khe cắm ổ cứng là 2 khe cắm SDM2 và 1 khe cắm ổ cứng SATA 2.5 giúp chúng ta có thể lưu trữ dữ liệu rất là thoải mái. Tính tới thời điểm hiện tại thì chiếc Acer Nitro 5 vẫn đang là chùm về nâng cấp trong cái tầm giá 20 triệu. Anh em có cầm con này đi về quê hay là đi công tác xa thì cứ yên tâm là chúng ta vẫn có thể bưng được cả kho game, cả kho phim theo người. Cứ mở lên là dùng được luôn chứ không cần phải lắc kích đem theo ổ cứng riêng làm gì cả. Với các tựa game nặng thì chiếc Acer Nitro 5 phiên bản Ryzen 5 5000 series đem lại một cái mức FPS nhỉnh hơn từ 5 cho tới 10% so với phiên bản Ryzen 5 4600H. Trong khi đó nhiệt độ của máy thì lại mát hơn khá khá so với Nitro 5 phiên bản Intel và phiên bản Ryzen mình đã từng giới thiệu với anh em năm vừa rồi. FPS của những tựa game như là GTA 5, CS:GO, LOL ở high setting thì nó đều đạt ngưỡng ổn định từ 100 cho tới 180 FPS đổ lên, trong khi nhiệt độ CPU chỉ khoảng 75 đến 78 độ C, còn GPU lên quanh tầm khoảng trên dưới 60 độ.
Còn stress test với Brown 95 và Phone Max trên 1 tiếng thì cái máy này lên được một cái mức nhiệt độ cao nhất là 89 đến 90 độ C cho phần CPU và khoảng 70 độ C cho phần GPU, và nó cũng không bị khóa sung, cũng không bị giới hạn về mức TDP. Điều này chứng tỏ một điều rằng tuyên bố của AMD trong việc tối ưu các cái dòng vi xử lý Ryzen 5000 series là có thật. Bản thân Acer họ không cần phải thay đổi nhiều về thiết kế tản nhiệt của Nitro 5. Chúng ta vẫn có được một cái mức nhiệt độ tốt, một cái thời lượng pin rất là ngon và duy trì được một cái mức TDP cao như là các bạn thấy ở trên. Và mặc dù nó cũng không có sự thay đổi gì, nhưng mà chiếc Acer Nitro 5 này nó vẫn là một trong những chiếc laptop gaming hiếm hoi có hệ thống tản nhiệt 2 quạt, 3 ống đồng và 4 hút gió duy nhất trong tầm tiền bạn có thể mua. Thì tìm được một con nào ngang tiền, ngang giá, ngang cấu hình mà mát như này thì chia sẻ với anh em là không có đâu. Cho nên là mình dự đoán đây sẽ là một trong những cái sự lựa chọn rất tốt dành cho các dân chơi thích săm soi về hiệu năng và nhiệt độ. Chia sẻ cuối cùng của mình về chiếc máy này, Acer Nitro 5 2021 chỉ có sự thay đổi nhỏ về hình thức và cấu hình. Nếu để so sánh về đời trước và đời sau ấy, thì đúng là sẽ không có gì đáng kể để chúng ta có thể cân nhắc nâng cấp. Mặc dù vậy, những cái thay đổi nhỏ này nó tác động một cái phần rất là lớn tới trải nghiệm người dùng, đặc biệt là những bạn lần đầu tiên chúng ta đi mua laptop gaming để học tập và làm việc. Với một cái mức giá chỉ từ 21 triệu đồng thì chiếc Acer Nitro 5 sẽ cạnh tranh trực tiếp với những cái mẫu laptop gaming 2020 đang được giảm giá và cả những mẫu laptop gaming sắp được ra mắt trong năm nay. Tuy rằng cái bộ vỏ của nó thì nó chưa đạt được cái sự kỳ vọng của mình, nhưng mà về hiệu năng, nhiệt độ, màn hình và cái bàn phím LED RGB đẹp như này thì với một cái mức giá tương đương, mình nghĩ là khó có thể tìm được một chiếc máy tính nào đem lại một cái trải nghiệm về hiệu năng sướng như là chiếc Acer Nitro 5 2021 này. Quả là một cái sự lựa chọn rất là xứng đáng chúng ta nên tham khảo qua. Vậy là mình đã chia sẻ xong cái cảm nghĩ của mình về chiếc Acer Nitro 5 2021 này. Nếu như chúng ta có bất kỳ thắc mắc gì thì các bạn có thể để comment phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.